Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam với những tin sau đây. Mùng 6 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã ngập tràn khách quốc nội, lo là vỡ trận hạ tầng. Cục nghệ thuật biểu diễn yêu cầu Xuân Bắc thận trọng trong phát ngôn. Lễ tịch điền tổ chức với quy mô nhỏ, quyền chủ tịch nước không được dự. Bị lừa tiền khi mua iPhone qua Facebook. Không dọn nhà vào ngày Tết, một người Anh đã bị em trai của mình tưới xăng đốt tử vong. Ninh Bình hút lượng khách lớn trong kỳ nghỉ Tết. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, vào mùng 6 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đã ngập tràn khách quốc nội, lo là vỡ trận hạ tầng. Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 27 tháng 1, tức là mùng 6 tháng Giêng, sân bay đã phục vụ 916 lượt cất và hạ cánh. Ước tính khách qua sân bay đạt là 149.177 người. Trong đó khách đi hơn là hơn 58.000 người và khách đến là gần 91.000 người thưa quý vị. Tần suất chuyến bay và lượng khách vào mùng 6 tháng Giêng đã vượt hơn mức đỉnh vào ngày hôm qua, là mức tăng thêm so với hôm qua lần lượt là 100 chuyến bay, tăng thêm từ 5.000 đến 6.000 lượt khách. Các dự báo mang tính cơ sở nhưng thực tế thì sân bay Tân Sơn Nhất đã liên tiếp vượt đỉnh về lượng khách sớm hơn dự kiến. Một lãnh đạo hàng không nêu ý kiến lo lắng rằng khách đông đã biết trước, dự báo và có kế hoạch từ trước để chuẩn bị. Điều lo lắng nhất vẫn là hạ tầng cơ sở như hiện nay có chịu nhiệt nổi hay không. Chắc vá là từ có thể hình dung được khi mà sân bay đã nhiều lần tìm cách mở rộng hạ tầng nhưng quá tải vẫn không tránh khỏi. Điều này đã được lãnh đạo Tân Sơn Nhất thẳng thắn nhìn nhận. Thực tế thì nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất sau rất nhiều lần sửa chữa, cố gắng mở rộng cũng chỉ đạt năng lực khai thác là 15 triệu hành khách. Hiện phục vụ lượng khách gấp đôi thì không có một nhà ga nào trên thế giới có thể đạt được hiệu quả khai thác như mong đợi. Các chuyến bay quốc tế vẫn chưa được phục hồi như trước dịch, nhưng tốc độ tăng trưởng của các chuyến bay trong nước quá mạnh, tạo áp lực lên hạ tầng ga quốc nội gây quá tải, thưa quý khán thính giả. Vẫn tin liên quan đến Việt Nam, Cục nghệ thuật biểu diễn yêu cầu Xuân Bắc thận trọng trong phát ngôn. Thưa quý vị, trước dư luận xã hội rất bất bình về bài đăng của Xuân Bắc gần đây trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ này mang tên cái tác của mẹ, ngụ ý chửi khán giả. Nhà báo chê Táo Quân như người con vô ơn, ăn cháo đá bát. Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho rằng Xuân Bắc nên rút kinh nghiệm sâu sắc, ứng xử văn minh thì có sai phải xin lỗi. Ông Dương bày tỏ quan điểm, Xuân Bắc là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn, lâu nay được khán giả yêu mến, đã có nhiều đóng góp cho xã hội, ở cả trong nghệ thuật lẫn các hoạt động xã hội vì cộng đồng, nên càng cần phải rất thận trọng trong mọi phát ngôn trên truyền thông và mạng xã hội. Tới nay, sau 2 ngày báo chí và mạng xã hội dậy sóng về những phát ngôn của Xuân Bắc với khán giả, nghệ sĩ này vẫn giữ bài viết trên trang cá nhân và im lặng trước mọi chỉ trích, phẫn nộ. Mới đây, Xuân Bắc được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 với vai trò là Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm thành lập nhà hát này. Ông này cũng là một trong số các nghệ sĩ có hồ sơ đang được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Lễ tịch điền tổ chức với quy mô nhỏ, quyền chủ tịch nước không được dự. Năm nay, tỉnh Hà Nam đã chủ trương tổ chức lễ hội tịch điền ở cấp địa phương nên quy mô không lớn. Báo Dân Việt vào hôm 27 tháng Giêng dẫn lời ông Ngô Văn Liên là chủ tịch thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết về công tác chuẩn bị cho lễ hội tịch điền Đoại Sơn 2023. Theo thông lệ thì đương kim chủ tịch nước sẽ chủ trì lễ tịch điền Đoại Sơn diễn ra vào mùng 7 Tết hàng năm như là một hoạt động mang tính biểu tượng. Hồi năm ngoái khi mà còn làm chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc được nhìn thấy là đã mặc áo màu nâu, diễn cảnh cày ruộng cùng với trâu tại lễ tịch điền Đoại Sơn 2022. Phát ngôn của ông Ngô Xuân Liên ngầm xác nhận rằng lễ tịch điền năm nay không có bất kỳ giới chức nào của nhà nước tham gia, đồng nghĩa với việc bà Võ Thị Ánh Xuân là quyền chủ tịch nước không được tham dự. Trước sự kiện này, thì việc bà Xuân bị ông Tổng Bí Thư dành chúc Tết người dân vào đêm giao thừa trên kênh truyền hình quốc gia VTV đã gây ra tranh cãi về vị trí hữu danh vô thực của bà Xuân. Theo tờ báo Dân Việt,
Do vắng lãnh đạo nhà nước, nhân vật chính của lễ tịch điền Đội Sơn 2023 là 20 lão trâu tốt, khỏe và có cặp sừng đẹp được tuyển chọn cho màn cày ruộng diễn ra vào sáng mùng 7 Tết, tức là ngày 28 tháng Giêng thưa quý vị. Sau một thời gian gián đoạn thì từ năm 2009, đương kim Chủ tịch nước Việt Nam đều tham dự sự kiện với mục đích là tuyên truyền và chuyện lãnh đạo gần dân và quan tâm đến những người nông dân. Bị lừa tiền khi mua iPhone qua Facebook. Ngày 27 tháng 1, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ vụ người đàn ông trình báo bị lừa 55,5 triệu đồng khi đặt mua điện thoại trên Facebook. Theo cảnh sát, tối ngày 25 tháng 1, anh Hùng ở Thanh Hóa thấy tài khoản Facebook NG Mai đang bán chiếc iPhone 14 Pro Max với giá 28 triệu đồng, tức là khoảng 1.100 Mỹ Kim. Sau đó, anh này đặt mua hai điện thoại với giá 56 triệu đồng, tức là khoảng 2.200 Mỹ Kim, thưa quý vị. Khi giao dịch, anh Hùng được hướng dẫn đến cửa hàng điện thoại trên đường Trần Phú để lấy hàng. Cùng lúc đó, nghi phạm liên lạc với cửa hàng điện thoại này đặt mua hai chiếc iPhone 14 Pro Max với giá 62 triệu đồng và nói sẽ cho người tên Hùng qua lấy điện thoại. Chiều 16 tháng 1, anh Hùng đến cửa hàng điện thoại trên thì được chủ cửa hàng đưa hai chiếc iPhone 14 Pro Max để kiểm tra. Tin tưởng, người bán đã gửi điện thoại cho cửa hàng nên anh Hùng chuyển khoảng 55,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối phương cung cấp. Tuy nhiên, khi chuyển tiền xong, anh Hùng bảo chủ cửa hàng giao máy nhưng bất thành. Lúc đó, nạn nhân biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an. Và kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết, đó là vì không dọn nhà vào ngày Tết, một người anh đã bị em trai của mình tưới xăng đốt, dẫn đến tử vong. Vào ngày 27 tháng 1, đại diện Viện Kiểm sát huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, vào chiều mùng 1 Tết Nguyên đán, tại huyện này đã xảy ra một vụ án, đó là người em trai có tên là Lục Văn Tập đã dùng xăng đốt khiến cho người anh trai Lục Văn S bị bỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định đó là do mâu thuẫn trong việc người anh đi uống rượu từ tối trước đó, khi về nhà thì đã ném bát đĩa làm vỡ ra nhà. Đến trưa hôm sau, thường người em thấy vậy đã yêu cầu người anh phải dọn dẹp, nhưng người anh đã không làm, dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Người em đã lấy ca xăng hắt vào người của anh trai rồi bật lửa đốt khiến cho người anh trai bị bỏng nặng. Phát hiện sự việc, người thân trong gia đình đã dập lửa và đưa nạn nhân S đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Sau khi mà vụ việc này xảy ra, thì lực lượng công an huyện Trấn Yên đã có mặt tiến hành điều tra vụ việc và tạm giữ hình sự Lục Văn Tập để xử phạt theo quy định của pháp luật. Vẫn tin liên quan đến Việt Nam và là tin cuối của bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị. Ninh Bình hút lượng khách lớn trong kỳ nghỉ Tết. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên kể từ sau khi Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn, ghi nhận sự tăng trưởng về lượt khách. Theo Tổng cục Du lịch, trong 6 ngày nghỉ Tết từ 29 Tết đến mùng 5 Tết, toàn quốc phục vụ khoảng 9 triệu lượt khách nội địa, tăng hơn 47% so với năm ngoái. Tuy nhiên, lượng lưu trú giảm 37% so với cùng kỳ, công suất phòng trung bình ước đạt 40-45%. Sau 2 năm vắng vẻ, Ninh Bình là địa phương có tăng trưởng du lịch mạnh nhất toàn quốc. Theo báo cáo của Sở Du lịch, lượng khách tới Ninh Bình tăng 25 lần so với năm ngoái. Trong 6 ngày nghỉ lễ, tỉnh ước đón gần 330.000 lượt khách với gần 29,500 lượt quốc tế. Trong đó, cao điểm là ngày mùng 4 Tết với gần 90.000 lượt khách. Khách tập trung đông tại chùa Bái Đính, khu du lịch Tràm An, Tam Cốc, Bích Động, Cố Đô và phố cổ Hoa Lư, vườn chim Thung Ngang, hang múa, nhà thờ Phát Diệm, v.v. Các bãi đổ xe, các tuyến đường dẫn tới các khu du lịch, chùa chiền kể trên đều kín. Ban quản lý khu du lịch Tràng An cho hay, mỗi ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết có khoảng 1.000 lượt du thuyền, lượt thuyền được đưa vào phục vụ. Trung bình, mỗi người phải đợi gần 1 tiếng mới đến lượt xuống thuyền. Doanh thu du lịch ước đạt 550 tỷ đồng. Ngoài Ninh Bình thì các địa phương khác như Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Trị, Khánh Hòa v.v. cũng đón khách du lịch nhiều gấp 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc hay Đà Lạt chỉ ghi nhận lượt khách tăng nhẹ
so với năm 2022, thấp hơn thời điểm trước dịch. Thưa quý vị, đó là phần tin của ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai, nên Tiffany và Hoàng Dung gửi đến quý vị một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và bình an. Đây là lời của Hoàng Dung. Vâng, kính thưa quý vị, Hoàng Dung, Tiffany cùng toàn thể hệ thống truyền hình VBS xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thật an lành và hạnh phúc nha quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.